Đây là bảng điểm so sánh điểm đầu vào giữa năm ngoái và năm nay của trường Đại học Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, mức điểm tuyển sinh của trường năm nay thấp hơn từ 1 đến gần 4 điểm. Do cái đề thi trung học phổ thông quốc gia năm nay nó cái mức độ khó hơn năm rồi, cho nên cái điểm mà sinh viên thí sinh đạt được điểm cao nó ít hơn. Do đó là hiển nhiên là tất cả các trường hiện nay đều giảm. Đề phân hóa rất là cao, từ 5 điểm đến 6 điểm thì người ta kiếm rất là dễ, nhưng mà từ 6 điểm trở lên là bắt đầu là hơi thấy đau đầu. Còn theo đại diện trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, điểm chuẩn năm nay thấp không chỉ do đề thi trung học phổ thông quốc gia khó hơn mọi năm, mà còn do sự thay đổi quy chế điểm ưu tiên của Bộ Giáo dục. Trong cái quy chế chúng ta năm nay là điểm ưu tiên giữa hai khu vực có giảm, và đặc biệt là đối với các cái trường mà lượng thí sinh xuất phát từ khu vực 1, khu vực 2 nông thôn nhiều thì rõ ràng là cái điểm cũng là giảm. Ngoài ra đối với một số trường mà các cái ngành theo nhu cầu cũng như là cái sự quan tâm của thí sinh hiện nay nó tương đối ít ấy, thì bản thân nó vô hình chung cũng đã giảm chính từ cái lượng hồ sơ mà thí sinh đăng ký từ đầu vào. Theo các chuyên gia, năm nay việc hạ điểm đầu vào của các trường là xu thế tất yếu. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng tuyển sinh, bởi có những ngành sẽ được các trường kết hợp xét tuyển học bạ của 3 năm học trung học phổ thông, chứ không hoàn toàn dựa vào kết quả của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo các trường không nên tuyển sinh bằng mọi giá để giữ chất lượng. Thực tế, đã có nhiều trường đại học ở Thành phố Hồ Chí Minh đã phải cảnh báo học vụ hoặc cho hàng ngàn sinh viên nghỉ học vì điểm thi quá kém.